Em chào cả nhà buổi trưa nhé. Giờ này cả nhà ăn cơm chưa cả nhà ơi? Chắc ăn rồi này, 11 giờ là chắc có người ăn rồi. Em thì live xong mới được ăn nhá. Phụ thuộc vào thời gian là bao nhiêu phút này. Đầu live em mở hàng con này đi. Con này đại rẻ và cực rẻ luôn. Con này là chất vải kaki tiêm vàng. Kaki tiêm vàng nhé. Nói chung con này mới không mới ở đâu. Vai là 47, dài áo 77, đều màu. Đều màu thôi chứ còn mới không có mới. Con này lại có cái tem. Đây đây, tem nó mờ tem. Nhưng mà áo thì dày đều, dày đều nhá. Về bệnh lao động anh em ạ. 200.000 mã số 8. Bữa nay là bòn mì tôm thôi. Bữa nay em không có đồ nhiều nữa rồi. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em 90% ha. 90 không được nữa. Nói về cái áo thì dày đó, đều ấy, nhưng mà cái tem nó bạc phết rồi. Nó cái tem không bạc nhưng mà nó mất chữ hết rồi. 85-90. Chốt giùm em 200.000 nha nhé. Màu xanh ô liu rẻ nhất của các dòng màu xanh, hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha. Ở trên này có một cái tem nữa này, nhưng mà nó bị đứt cái tem ra rồi này. Và cái cổ này em ha. Nói chung con này 200.000 tha hồ anh em bươn. Đang còn dày dặn tha hồ mà bơi. Còn cái là cái dòng tem ấy, sao nó lại bay mất à? Có con này thì quá mỏng và quá mỏng luôn. Như kiểu là như lưới này. Em nhìn thấy người em ở trong là thấy hết luôn ạ. Mỏng như lưới. Mỏng mát, cái này gọi là bệnh áo mỏng luôn á. Dài áo là 77, dòng này vai lấp lăng không có đo được vai nha. Và ai cần sử dụng những cái dòng này làm áo khoác nhẹ thì chốt đi. Áo này gọi là áo cảnh hả trời. Rồi con này là 780kg, 75 đến 85kg. Áo hơi dài nha, phong bomber nhưng mà nó lại dài nha. Em coi sao coi nha, con này không có túi gì hết. Thuồng luồng, dây kéo rồi. Rồi chốt cho em con này 200.000 mã số 7 luôn. 200.000 mã số 7 luôn. Mà con này đẹp mà, nói đúng ra mà đúng nghĩa của người sử dụng thì con này rất là đẹp ấy. Nhưng mà phải đúng người đúng tội nó mới đẹp, còn không đúng người thì con này không có đẹp ha. Đúng người cần sử dụng nó thì nó rất là giá trị đó. Tiếp một cái quần con này là mới quá. Con này multicam chống cháy mà nó mới. Mới và nó đẹp, hàng của Mỹ nha. Một con này bán rẻ nè, bụng là 98. Quần bụng 98. Dài quần 104 anh em, bụng 98 dài 104, quần rất là đẹp luôn. Cái vải chống cháy và còn rất là mới nha bà con. Rất là mới nha. Nó rất mới nhưng mình lo mà để ý không lỡ có cái gì. Nó mới lắm thôi. Con này là 97-98% được luôn. Không tì vết, 300.000. Trời ơi nó rẻ còn hơn là một cái quần sọt nữa trời. Mã số 6 nha anh em. Cái quần sọc của em bán 350, con này bán 300.000. Tiếp một quần multicam vải caro. Con kia là chống cháy, con này vải caro thường. Nói thường để phân biệt chứ không phải thường là nó dở hơn nha anh em. Bụng 80, 82, đúng chuẩn của nó là 82. Dài quần là 100, bộ dài quần có 94 à. Dài quần là có 94 à. Con này hơi ngắn nha bà con. Con này hơi ngắn nha. Ống quần này nó bị bóp lại này. Quần này bị bóp lại, ai thích mở ra thì mở này, nó bóp lại này. Nó bóp tới đây nhé. Em đo lại cái ống quần này coi thử được bao nhiêu nè. Ống quần này được ống 16. Nói chung là nó bóp thì nó gọn gàng nè. Rất là gọn nè ha. Đều vào đây. Cái dòng này thì được 90-93% nữa thôi chứ không có mới nữa. Nhưng mà được, ở đây dính một chút sơn này. Một chút sơn ở đây nữa nhé. Nhẹ thôi, 250 mã số 5. 250.000 mã số 5. Anh em về thích cắt sọt vẫn chưa muộn.
cho dù mà nó bóp ống bóp đầu mặc kệ nó, anh em mua nó có 200 250 về anh em cắt khúc trên thì nó thành quần sọt tha hồ 350, mình bán có 250 à. Thế một con lễ phục dài vét vai 47, dài áo là 77. Con lễ phục này rất là đẹp nha. Con này thì theo em nói chung mỗi người mỗi form hàng chuẩn cấp phát này. Con này bận rất là đứng vét và đẹp. Ai mà vừa con này quất mới là đỉnh này. Trời ơi, tại sao mà các anh được hưởng những con đẹp thiệt á. Hàng cấp phát này anh em. Trời ơi, cái phọc của nó này lên áo phông dài cũng đẹp mà phông ngắn nó cũng đẹp. Nếu như con này mà để dài như vậy nó cũng đẹp này. Mà anh em không thích anh em cắt ngắn lên như vậy nó cũng đẹp này. Trời ơi, nó đã quá đi thôi. Em mà gặp em cứ ngắn ngắn như thế này này, đúng không? Nhưng mà phông dài nó cũng đẹp, phông ngắn cũng đẹp, phông nào cũng đẹp hết. Quan trọng là cái công thức của người ta may lên một con vest. Anh nào ở trong này mà thử may phải khâm phục khẩu phục cái công thức vest của người ta, nó đúng vest đó. Nó đâu phải vai của em đâu mà em bận lên cái vai của nó này. Trời ơi, cái góc cạnh từng cái nếp từng cái ấy nó chặt gốc, góc nào ra góc đó. Còn cái là cái mông của em thì nó hơi khác các anh chút. Cái con này là anh em được 65, 70 mà bụng mà thon gọn thì được, nhưng mà 7, 65, 60 thôi. Em cài 55 thì em cài vừa, nhưng mà do em là cái phần này nó khác, phần này mấy anh là nó bằng bằng ha, mấy anh lại có cái bụng, mấy anh mà bụng to to là đừng có đụng vào nhá, bụng to bò to cái anh em cứ tưởng tượng như thế này này, anh em chỉ buông ra như vậy thôi. Rồi áo thì bao đẹp, quan trọng vừa thôi, ai nhỏ càng đẹp, càng nhỏ càng đẹp. Chốt giùm em con này nữa, 400.000 mã số 4. Có hai cái tem này anh em không thích gỡ ra, và cái màu này cũng rất là đầm tính, ai tuổi nào cũng sử dụng được hết. Cái này mà cho phụ nữ bệnh thì quá đỉnh vậy. Áo này áo nam nhưng mà nữ mà bệnh thì quá đẹp luôn. Cái này mà mua cho bà xã một con, gỡ cái tem ra, bà mà làm bên nghề giáo viên, trời ơi nó đẹp. Có 400 ngàn. Cái một con áo pha beo này, áo pha beo mùa đông nha anh em, siêu nhẹ và nhẹ như bông hồng luôn. Ở trong là mùa lớp phong này, ngoài là bò beo, ở trong là bà bình là coi như là bò tót chạy à. Vai là 51, dài áo là 72. Con này bán có 200.000 mã số 1 thôi này. Báo cáo là to nha. Con này bẩn hai mặt luôn rồi ta. Dòng này bẩn hai mặt luôn á. Mà beo này không biết beo của ai hết, nhưng mà nó nhẹ lắm à. Con này là 80 đến 90 kg. Anh em nào bụng mà thon gọn là được 95 kg luôn. To. Bẩn mặt này rồi anh em, quất mặt này bẩn hai mặt luôn được. Hai mặt là hai chiếu nhỉ. Ai cần đi vào ban đêm thì quất vào màu này, mà ai mà cần màu kia thì quất vào màu kia. Cái đuôi tôm nhé, ở sau là đuôi tôm nha. Rồi, nhìn mà đau cả đầu này. Trưa mà đang đói bụng mà nhìn cái màu đỏ này là thấy choáng. Áo còn rất là đẹp, chốt chùm em con này là 200.000 mã số 1, giá cực rẻ nha. Anh em quất màu bên này cho nó ra chất mạnh mẽ một chút đi nha. Đừng có chơi màu bên này em thấy đau đầu lắm. Nói chung là mình sử dụng con này cũng tiện lợi. Có những lúc mà anh em mà đi đâu về ban đêm, mình đi chơi, đi chơi hơi bị thâu đêm một chút, thì mình lật vào cái mặt màu cam mình quật vào ban đêm, bởi vì lúc đó không ai nhìn thấy, thì cái màu này nó sẽ báo cáo cho những người chạy đường thấy rằng à, đang còn có một con người đang hiện hình vào ban đêm. Người ta biết đường người ta né không. Còn tiếp một con áo rần ri, con này của Italia, vai của nó là 52, chất vải cơ kỳ dày, dài áo 72. Áo này rất là mới nha, của lính Italia, đẹp.
đằng sau ở giữa có một đường nối nha bà con. Anh em đừng có bảo là áo đường nối này là áo bòn vải nha. Có những dòng mà người ta bòn vải và có những dòng của lính người ta như vậy đó. Ai cảm thấy thích thì cứ tìm hiểu về lính của Italia nó như thế nào. Rồi con này ở đây là hai miếng dán này. Nó dán cái giống gì đây không biết, em chưa có biết nữa. Rồi con này em thì 55kg nhưng mà đo vai thôi nha. Con này 6-70kg hết đắt. Con này hơi dài anh em về có thích thì hớt lên. Chất vải này dày mát, dày và mát, về hớt lên giùm em. Nếu anh em hơi dài, áo thì bao mới và đẹp luôn. 200.000 mã số 2. Con này chất này 200.000 chất vải cơ kia ấy. Mới kem. Cái đồ của lính là anh em cứ nghĩ đi, cái gì của lính nó rất là chất. Em không phải em thiên vị về lính nhưng mà hầu hết em thấy cái nào của lính, dù do lính nước nào, nó cũng là bền hết, rất là chất. Một con beo này anh em, beo ha, beo này vải dày lắm. Vai của nó là 58, dài áo là 70. Beo, beo này là beo, cái này là đi săn, đích này, nó chả có nói là của ai hết, nó chỉ nói đây là cái đích thôi. Trong này nó không ghi tiếng Anh không à. Nói chung cái chất vải này thì ok, hàng xưa, vải dày. Anh em nhìn cái lớp trong của nó này, nó một cái sợi vải nó to và nó rất là chất luôn. Cái dòng đi săn á, dòng này có hai túi không? Này giống như cái bạt cà mát phải không, nhưng mà dòng này nó mềm mại, nó mát nha. Cái dòng mà bạt cà mát mà có cái chất ni lông nhiều á, nó khác. Ở đây nó có dính một chút dơ nhẹ này nha. Con này bao bền luôn, bền mà mềm mại mát. Con này mà chạy đường nó mát đỉnh nhá. Rồi không tì vết, chỉ có một vết lúc nãy thôi ạ. Không tì vết nhưng mà có một vết lúc nãy đó. Con này mà nhỏ nhỏ là đẹp lắm này. Con này anh em to mất rồi. Rồi con này cũng 85kg rồi, 75-85kg rồi. Có hai cái túi này anh em. Đồ mới thì trên 96%. Hai cái túi ở đây. Chốt cho em con này 250 mã số 3, bán rẻ con này luôn nha. 250 mã số 3. Anh Cường ơi. Anh Cường kêu là tìm anh cái con áo thế chiến nhưng mà không biết vai của anh con này có vừa không nè. Anh coi con này vừa thì anh quất con này giùm em nha. Con này size small rồi mất rồi. Anh thì không có vừa rồi. Con này nó chỉ có một lớp thôi, vai của nó là 51, dòng này có một lớp thôi nhé. Một lớp là tức là trên cái ve cổ này nó được có một lớp này. Thông thường hai lớp thì nó trần hai lớp, nó dày hơn. Và hai lớp của nó ở trên cái đai đắp, mà cái đắp cầu vai này nó cũng dày hơn, này chỉ có một lớp thôi. Em đo lại cái vai là vai 49. Small mà vai 49 là trời, dài 68. Con này nó bị dính một chấm dơ nhẹ ở đây nè. Dơ như kiểu lọ. Ngoài ra là có cái tem này, coi thằng này đời nhiêu có không ta. Con này đời 77. Đời 77. Nó là chất vải nỉ mùa đông anh em. Nỉ mùa đông, con này nỉ nhưng không có sót nha. Có những con nó sót là mình bận vào nó nhột nhột, mà con này không có nhột. Rồi cũng tầm 95-96%, con này không có nhột nha. Có những con mà bận vào là phải giục quần áo ngay. Mà không hiểu tại sao mà các anh tài bận thiệt chứ. Nhưng mà người ta nghiên cứu ra là những con như vậy mới là hàng chuẩn á. Những con mà hàng mà có nhột nhột như vậy là hồi xưa người ta kêu là cái gì đó, đi vào rừng á, đi vào rừng á là không mấy cái con côn trùng
nó không có bò lên, nó gặp mà lông lông người nhột nó thì nó động, mấy cái con kia nó nhột như vậy nó không dám lên. Rồi con này thì được 70 là bụng thon gọn nha, còn mà 70 mà bụng to thì nó cũng hơi bót á, hơi chật á. 65 55 65 ký chốt cho em con này 300.000 mã số 9. Bận mùa đông con này nó ấm lắm. Mùa đông mà có con này nó đã thì thôi rồi. Rồi, ai ưng chốt cho em nha em. 300.000 mã số 9. Thêm một con rần ri vải caro, hàng của Mỹ đã qua sử dụng nha em. Con áo vai của nó là 45 6 đến 70 ký à. Dài áo 77 nha em. Đấy, áo còn rất là đẹp nè, nhưng mà con này bên này thì lại có vết in nút rồi. Có vết in nút rồi. 200.000 mã 11. Người size nhỏ nha, 6 đến 70 ký. Size này là size hiếm đó. 24 nút đều có vết in nút hết nha em. Có vết hết rồi nha. 200.000. Con này đang tha hồ anh em, bật bật vô tư vi vu luôn. 70 ký anh em, nhỏ vậy ta. Size small mà này. Rồi ai ưng chốt giùm em nha nhé. Nói chung là 70 ký là anh em bụng đừng có bụng to nha. Bụng to anh em nhảy qua medium giùm em. Tức là vai 47 50. Bụng to mình phải lên một size cho nó chắc. Cho bụng to mà anh em quýt bằng size của người không có bụng thì không bao giờ vừa lọt được cái bụng mình đâu. Tiếp một con này vải kaki hàng cấp phát này. Vai của nó cũng 45 small luôn. Dài áo là 71 x short của trời. X short, x small, x short. X small, x short. Small, x short giống vậy, x small, x short. Đấy. Ai ngắn này có chiều cao chỉ 1m50 đến 60 thì chốt con này nhé. Ai có chiều cao 1m50 đến 1m60 bằng em á. Còn su ký thì 6 đến 70 ký. Không, 50 đến 60 là vừa đẹp luôn. 1m50 đến 1m60. Áo còn 96% nhưng mà cái cổ tay này nó bị dơ một chút. Cái cổ tay chỗ này nó bị dơ một chút này. Dơ một chỗ này này, dơ đất đó. Còn tất tật tật con áo đang đẹp. Chốt chùm em 250 mã 14. 250.000 mã 14. Có một con thay chiến nó hơi bị độc. Thay chiến mà lại cột tay nữa nhé. Có một con thế chiến mà lại cọc tay này. Con này của Thụy Điển chứ không phải của Mỹ. Của lính Thụy Điển. Nỉ nha anh em. Áo giả đó. Con này là vai 46. Dài áo là 68. Nè, sắt nách. Áo giả nhưng mà nó lại dòng sắt nách. Con này mới VIP chứ. Đó anh em. Ai thích đơn giản là bệnh con này. Mỏng thôi nha, nhưng mà nó là bằng nỉ á. Nỉ hơi nhột nhột một chút. Cái con thế chiến nỉ hồi nãy em là nó chất vải giống nhau. Nhưng mà con kia của Mỹ, con này là của Thụy Điển chứ không phải của Mỹ. Rồi con này là 6 đến 70 ký. Không có nút, nó chỉ có lỗ chứ không có nút. Anh em mà thích bệnh con này đơn điệu thì anh em về đơn một cái nút vào để mình có cái lỗ. Nó có lỗ đây rồi này. Nó có khuyên lỗ rồi, mình chỉ cần đơn nút bên đơn bên này là mình cài vào thôi ha. Còn bên này cũng có lỗ mà anh em thích bên nào thì anh em đơn bên đấy. Đó. Không có túi, không có gì hết. Đơn giản là một con áo ghi lên. Chốt chúng em 200.000 mã 13. 200.000 mã 13. Rồi một con áo rần ri vải kaki nữa nha anh em. Một con rần ri vải kaki. Vai của nó là 52 và dài áo. Vai 52 và dài áo là 81. 52 là medium ruler.
70-80kg và cao 1m7 trở lên. Medium Rayler à? Medium Rayler hả? Đúng rồi. Ủa con này nhảy qua xe lát vai 52 mà nhảy qua xe lát rồi ta. Vai 52 mà nhảy qua xe lát rồi này. Nó là 54 mới nhảy, 53, 54 mới nhảy qua xe lát. Con này 52 nhảy qua xe lát luôn rồi. Hình như em đầu em không ổn hay là do em nhớ nhầm ta. Rồi con này 1, 2 tem, 3 tem này, 4 tem, 5 cái tem. 5 cái tem áo này vẫn chưa thấy in nút, nhưng mà ta vẫn cho in nút luôn nha. Chưa có thấy hết in nút nhưng vẫn cho về in nút luôn. 96% và chốt con này cho em 200.000 mã 12. Chúa trời, em bán có bị gì không đó. Con áo này này, 1 tem, 2, 3 tem, 4 cái tem 200.000 rồi. Mà bây giờ bán 200.000. Vậy thì bán tem tặng áo à? Khoan, em sẽ review vòng con áo này coi phát đã nha. Nó nếu như mà đúng như đã ấy thì con này bán tem tặng áo. Anh em nhanh tay nha, ta coi nha. Đều đều hết này, không bị gì hết và đẹp nữa chứ. Con áo này bảo đảm anh em là chưa thấy cái gì nó xuất sắc. Độ mới 96% cứng lắm. Rồi xong, coi như là bán tem tặng áo, không tì vết, không gì hết. Chốt cho em 200.000 mã số 12, bán tem tặng áo, quá đẹp. Ai cần bộ tem về lên đồ thì lấy con này về lấy cái áo bẩn nha anh em. Một con cuối cùng là áo, áo dạng áo gì đấy trời. Ở ngoài này là bằng chất ni lông, hay còn gọi là giống như áo gió, áo nhẹ nha. Áo gió beo nhẹ, nhưng ở trong này lại có một cái lớp nỉ ấm. Tức là mình bận đi mưa nhẹ, không có nói đi mưa đâu. Nói về đi mưa thì con này không có chơi nổi. Mình chơi con này là áo mùa đông nhẹ à, trời lạnh, xe nhẹ. Con này dài áo là 77, rất là nhẹ nha. Nếu mà chất vải ngoài này anh em bận làm áo gió được, bận chạy đường được. Nhưng ở trong này lại một lớp nỉ. Nói tóm lại con này anh em vẫn chạy đường được. Nếu mà hay chạy ngoài đường thì vẫn bận con này chạy được. Còn mà đứng một chỗ thì con này không được. Áo beo đẹp nha. Áo gió beo. Có hai cái túi này. Dòng này nó vừa xoay nút, không có dây kéo. 75 đến 85kg. Con này ở dưới này có hai cái túi này. 75 đến 85kg nha anh em. Ở trên này con này bao hàng cấp phát của lính Mỹ thôi. Còn nói về đọc cái tem này thì chắc chắn là không có đọc được. Nó thông thường là của hãng Wrangler, nhưng mà cái dòng chữ tem này nó mất mờ. Hãng Wrangler là chuyên sản xuất cho những dòng đi săn của lính Mỹ. Mà mấy cái con mà quần 6 túi hộp em hay bán cho anh em hồi lâu ạ, nó của hãng Wrangler. Đều như anh em beo, màu này hơi đẹp, hàng của Mỹ á. Chất liệu và cái áo này em nói rất là chất. Con này mà nhỏ đun lại làm áo khoác gió nó hơi bị đỉnh luôn. Rồi, con này tầm 93-95% chốt cho em 300.000 mã số 10. Hết 300.000 mã số 10. Em cảm ơn tất cả anh chị em ạ. Trưa nay tới đây là hết, bây giờ mới được có 24 phút, 7 giờ 24 phút. Thì thời gian 24 phút này là người ta đã gọi điện chốt từ A tới Z rồi anh em ạ. Rồi anh em ưng cái nào cứ alo liền nha. Nếu anh em xem trễ hơn thì hên xui, người ta chốt còn hay không còn. Còn thì ta chốt mà không còn thì ta không chốt. Bởi vì sao, không phải là người ta chốt trước là người ta lượm hết cái đẹp đâu anh em ạ. Với điều kiện người ta phải vừa mới chốt được, chứ không phải là muốn chốt là chốt đâu. Cái đó còn phụ thuộc vào cái lộc của từng người. Vừa sai tôi mới mua được chứ mua về chân à, phải không em? Rồi em cảm ơn và chào hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nhé.
Em chào.